Với tổng cộng 23 bộ phim đã được ra mắt, với tổng doanh thu lên tới hơn 22 tỷ đô la Mỹ, vũ trụ điện ảnh Marvel thực sự là một trong những thương hiệu phim đắt giá nhất Hollywood. Đồng thời, Marvel cũng đã góp phần lớn trong việc giúp đỡ dòng phim siêu anh hùng trở thành xu hướng phim hàng đầu thế giới trong khoảng thời gian này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles. Hôm nay, hãy cùng chúng mình trở lại thời kỳ trước năm 2008, khi Iron Man được ra mắt và mở ra vũ trụ điện ảnh Marvel để tìm ra xem những bộ phim siêu anh hùng nào đang dẫn đầu xu thế khi đó nhé. Số 10. Superman Returns 2006. Superman Returns là phần phim nối tiếp của Superman năm 1978 và Superman 2 năm 1980 do đạo diễn Bryan Singer thực hiện. Sau một vài năm vắng bóng một cách bí ẩn, Superman, siêu anh hùng nổi tiếng, niềm hy vọng của thế giới đã quay trở lại. Tuy nhiên, khi trở lại, mọi thứ không được như anh nghĩ. Tình yêu của đời anh là Lois Lane giờ đã bước tiếp và có một gia đình hạnh phúc. Trong khi đó, kẻ thù Lex Luthor đang âm mưu kế hoạch hủy diệt Superman và thế giới. Gạt bỏ những đau khổ và vấn đề cá nhân, anh phải tiếp tục cuộc hành trình, nhiệm vụ giải cứu thế giới của mình. Phim được đánh giá cao và khen ngợi về mặt cốt truyện, diễn xuất và kỹ xảo. Diễn xuất của nam diễn viên Kevin Spacey trong vai Lex Luthor nhận được nhiều phản hồi tốt và có thể khẳng định rằng đến giờ vẫn chưa có diễn viên nào thể hiện vai diễn này tốt bằng anh. Số 9. Mystery Man 1999. Mystery Man là một bộ phim siêu anh hùng hài hước rất được yêu thích bởi khán giả. Phim lấy bối cảnh tại thành phố Champion, nơi đây siêu anh hùng nổi tiếng Captain Amazing hành hiệp trượng nghĩa. Tuy nhiên, sự lỗi thời trong cách làm việc của anh và việc không còn kẻ thù nào xứng tầm đã khiến anh càng ngày càng trở nên nhàm chán và mất đi các khoản tiền từ các nhà tài trợ. Chính vì vậy, anh quyết định dùng thân thế luật sư ngoài đời của mình để giúp thả siêu ác nhân Casanova Frankenstein, mục đích để anh ta có thể bắt hắn và thu hút sự chú ý và trở nên nổi tiếng như trước. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không đúng như kế hoạch. Và giờ vận mệnh của thành phố Champion chỉ còn có thể trông chờ vào bảy siêu anh hùng Blue Ranger, Bowler, Shoveler, Invisible Boy, Spleen, Mr. Furious và Sphinx. Phim với cốt truyện hài hước, thú vị với nhiều siêu anh hùng có sức mạnh vô cùng mới lạ, khiến người xem cảm thấy thư giãn, vui vẻ và không dễ bị nhàm chán. Nếu bạn đang có một ngày tồi tệ và cần gì đó vui vẻ, thì Mystery Man là một sự lựa chọn hợp lý đấy. Số 8. Robocop 1987. Robocop là một nhân vật quá quen thuộc với chúng ta rồi phải không? Phim lấy bối cảnh tại một tương lai đen tối ở Detroit, khi cả thành phố đang trên bờ vực sụp đổ do sai lầm trong quản lý tài chính và tỷ lệ tội phạm cao. Thành phố quyết định ký hợp đồng với tập đoàn OCP để điều hành bộ phận cảnh sát của Detroit, giúp thành phố qua khỏi tình trạng khủng hoảng. Công ty phát triển một robot chống tội phạm, nhưng không may gặp phải trục trặc khá nghiêm trọng. Trong nỗ lực thất bại ấy, công ty đã tìm ra một cách để giành lại sự ủng hộ của công chúng thông qua việc giúp tái tạo lại cơ thể của cảnh sát đã chết Alex McPhee thành một cảnh sát người máy bất khả chiến bại. Vào thời kỳ năm 1987, sự ra mắt của một bộ phim như Robocop thực sự nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía công chúng và đã trở thành một trong những biểu tượng hành động lớn của Hollywood. Phim có bản remake vào năm 2014 vừa rồi, nhưng có vẻ như cái bóng của bản gốc quá lớn khiến cho Robocop 2014 không được đón nhận nồng nhiệt cho lắm. Số 7. Sky High 2005. Sky High là một bộ phim siêu anh hùng đúng nghĩa gắn liền với tuổi thơ của chúng ta rồi phải không? Phim xoay quanh cậu bé Will Stronghold là con trai của hai siêu anh hùng nổi tiếng là Steve và Josie Stronghold. Will đi học tại một trường trung học tên là Sky High, nơi dành riêng cho những học sinh sở hữu siêu năng lực. Tuy nhiên, Will chỉ có một vấn đề là cậu không có bất kỳ một siêu năng lực nào và bị xếp hạng vào lớp phụ tá. Ở đây, cậu gặp những người bạn tốt và cùng họ chiến đấu chống lại kẻ ác Royal Pain, khám phá ra siêu năng lực của mình cũng như giải cứu thế giới. Với cốt truyện mới lạ, độc đáo và gần gũi với lứa tuổi thanh thiếu niên, phim dễ dàng thu hút được sự yêu thích của khán giả trẻ và trở thành một trong những bộ phim với đề tài siêu anh hùng được yêu thích nhất thời đó. Có rất nhiều thông tin về việc phim sẽ ra mắt phần 2 nhưng vẫn chưa có gì là chính thức cả, nên ta chỉ có thể trông chờ mà thôi. Số 6. The Mask 1994.
Lại là một bộ phim nữa gắn liền với tuổi thơ của chúng ta phải không? Phim được dựa trên những nhân vật của hãng truyện tranh Dark Horse Comics. Và nếu bạn biết series The Umbrella Academy của Netflix thì cũng sẽ biết về hãng phim truyện tranh này rồi nhỉ? Stanley Ipkiss là một người đàn ông hiền lành, nhút nhát, làm việc tại một ngân hàng địa phương tại thành phố H. Luôn gặp xui xẻo trong cuộc sống thường ngày, anh bị mọi người xung quanh hắt hủi. Trong một lần theo đuổi cô gái mình thích là Tina Carlyle, anh vô tình nhặt được một chiếc mặt nạ Loki, biểu tượng của vị thần gian xảo mà chúng ta đều biết đến của Marvel. Khi đeo chiếc mặt nạ ấy lên, anh biến thành một tên có mặt xanh lè, mặc vest chỉnh tề cùng một phong thái hài hước kỳ lạ được gọi là Max với nhiều khả năng đặc biệt. Phim đã nhận được thành công rực rỡ với chi phí bỏ ra chỉ 23 triệu đô, nhưng doanh thu lên tới 351 triệu đô. Đồng thời, đây cũng là một bộ phim lớn giúp tạo nên tên tuổi của nam diễn viên Jim Carrey trong vai chính là Stanley Ipkiss. Số 5. The Mask of Zorro, 1998. The Mask of Zorro là một bộ phim vô cùng nổi tiếng với mọi thế hệ. Vào năm 1821, Don Diego de la Vega, một nhà quý tộc ở California, chiến đấu với tư cách là Zorro, một kiếm sĩ đeo mặt nạ bí ẩn để bảo vệ công dân Mexico và thường dân Las Caluquias. Trong một lần sơ sẩy, anh đã vô ý làm lộ danh tính của mình cho tên thống đốc tham nhũng Don Rafael Montero, khiến vợ anh bị giết chết và đứa con gái sơ sinh thì bị hắn bắt đi, còn anh thì bị tống vào tù. 20 năm sau, sự trở lại của Montero thôi thúc Diego trốn thoát khỏi tù để đòi lại con gái và trả thù cho người vợ của mình. Để làm được việc này, anh cũng đã đào tạo và huấn luyện Alejandro, người từng cứu mạng anh khi còn nhỏ để trở thành Zorro tiếp theo. Đây luôn là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Mỹ, giúp nâng tầm tên tuổi của nam diễn viên Tây Ban Nha Antonio Banderas trở thành sao hạng A của Hollywood. Để nói về The Mask of Zorro, thì có lẽ cụm từ siêu anh hùng chưa hẳn là chính xác, mà từ anh hùng có lẽ sẽ hợp hơn. Zorro không là ai cụ thể, đó có thể là Diego hoặc cũng có thể là Alejandro, bởi Zorro thực chất là một biểu tượng cho niềm hy vọng của người dân về những công bằng, những lẽ phải trong cuộc sống. Số 4. Batman Begins, 2005. Batman Begins là phần đầu tiên trong loạt phim về siêu anh hùng này của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Đúng như tên gọi của nó, phim là cuộc hành trình bắt đầu từ con số 0 của siêu anh hùng nổi tiếng của DC, chính là Batman, hay tên thật là Bruce Wayne. Bắt đầu từ nỗi sợ rơi của cậu cho đến khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, và rồi khi cậu trở thành kỵ sĩ bóng đêm, khắc tinh của bọn tội phạm ở Gotham. Phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả và các nhà phê bình. Các thiết kế, hiệu ứng hình ảnh và khả năng đạo diễn tài ba của Christopher Nolan là những điểm sáng lớn của phim. Đồng thời, diễn xuất của dàn sao lớn của phim cũng được giới phê bình đánh giá cao. Đây là một bộ phim lớn mở đường cho phần sau của phim là The Dark Knight, ra đời đánh dấu một tượng đài lớn của dòng phim siêu anh hùng. Số 3. Unbreakable, năm 2000. Unbreakable là một bộ phim tâm lý kinh dị, nhưng cũng có pha một chút yếu tố siêu anh hùng được đạo diễn bởi M. Night Shyamalan. Và đồng thời cũng là phần đầu tiên trong bộ 3 phim Unbreakable, Split, Glass. Phim xoay quanh câu chuyện về David Dunn, người sống sót duy nhất sau vụ lật tàu hỏa nghiêm trọng. Điều đáng nói ở đây đó là, ông sống sót mà không có chút thương tích nào trên cơ thể. Bên cạnh đó, phim cũng nói về Elijah, một người có thể nói là hoàn toàn trái ngược với David. Ông mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, bất kỳ một va chạm nhẹ nào cũng khiến xương của ông vỡ tan và mất hàng tháng trời để có thể hồi phục. Tuy nhiên, ông trời lại ban cho Elijah một bộ óc siêu phàm như một sự bù đắp cho khiếm khuyết cơ thể của ông. Với siêu năng lực của mình, David quyết định dùng nó để hành hiệp trượng nghĩa, cứu mọi người như một siêu anh hùng thực sự. Rồi một ngày, định mệnh giúp Elijah và David gặp nhau. Mọi việc tiến triển khá tốt đẹp cho đến cuối phim, khi cú plot twist được Shyamalan tung ra và khi ấy mọi việc được hé lộ. Bên cạnh bước ngoặt cuối phim, nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật cũng là một điều khiến cho bộ phim đặc biệt. Có thể nói Unbreakable là phim hay nhất trong 3 bộ phim Unbreakable, Split và Glass của Shyamalan. Số 2. Hellboy, 2004. Hellboy thì chắc hẳn là đã quá quen thuộc với chúng ta rồi phải không? Phim được dựa trên tác phẩm truyện tranh cùng tên của hãng Dark Horse Comics, được sản xuất bởi đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro. Vào năm 1944, phát xít Đức bí mật nghiên cứu và mở cửa một cánh cửa nối giữa thế giới của con người và thế giới giữa các sinh vật huyền bí. May thay, kế hoạch ấy đã bị phát hiện và tiêu diệt bởi quân đồng minh. Cũng tại đây,
họ phát hiện ra có một đứa trẻ sơ sinh với bàn tay bằng đá đi qua cổng. Người đứng đầu quân đồng minh khi đó là giáo sư Brotherholm đã quyết định nhận nuôi nó và đặt tên là Hellboy. 60 năm sau, cậu bé đó đã trưởng thành với ngoại hình đầy khác biệt, toàn thân màu đỏ, có hai cái sừng to và có cả đuôi. Cậu làm việc tại Cục Nghiên cứu và Bảo vệ Huyền bí BPRD cùng với hai người đồng hành khác là Abe Sapien, một người lưỡng cư, và cô nàng Liz Sherman với khả năng thiêu trụi mọi thứ bằng ngọn lửa của mình. Hellboy được giới phê bình đánh giá rất cao về mặt kỹ xảo cũng như khả năng chỉ đạo sản xuất của Guillermo del Toro. Phim có một bản remake vào năm 2019 vừa rồi, nhưng rất tiếc là nhận được nhiều phản ứng gay gắt về mặt nội dung. Số 1. The Incredibles 2004. The Incredibles là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng được biên kịch và đạo diễn bởi nhà làm phim tài ba Brad Bird. Sau khi chính phủ ban quyết định cấm siêu anh hùng, những con người siêu phàm phải sống ẩn dật như bao người thường. Robert Parr là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất được biết đến với cái tên Mr. Incredible. Anh đang sống một cuộc sống bình thường với vợ và các con của mình khi nhận được một lời mời bí ẩn quay trở lại làm siêu anh hùng giải cứu thế giới. Chính vì vậy, anh phải bí mật giấu vợ con của mình và quay lại làm người hùng của thế giới. Và rồi anh dần phát hiện ra những âm mưu bí ẩn trong khi vợ con mình đang phải đối mặt với những nguy hiểm trong khi đi tìm anh. 14 năm sau thành công của phần 1, Pixar đã cho ra mắt phần 2 của phim và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả và người xem với doanh thu cực khủng lên tới hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Và vừa rồi chính là 10 bộ phim siêu anh hùng làm mưa làm gió trước thời kỳ hoàng kim của Marvel. Bạn có biết và đã xem hết các bộ phim trên chưa? Và ngoài những bộ phim đó ra, bạn có đóng góp nào khác không? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nhé! Và nếu bạn muốn đề xuất đề tài cho chúng mình thì hãy điền ngay vào link chúng mình để bên dưới nhé! Và cũng đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ video của Tentacles. Xin chào và hẹn gặp lại!